Đêm đầu tiên đoàn khách của tàu HQ571 ghé thăm đảo Sông Tử Tây, trong khi những nghi thức cầu siêu vẫn còn đang tiếp diễn tại khu vực ngôi chùa sát bờ biển. Phía bên trong, tại cột mốc chủ quyền trên đảo Sông Tử Tây, một chương trình văn nghệ quy mô do các nghệ sĩ của đoàn văn công quân khu 7 trình diễn cũng đã được bắt đầu. Sau những giờ làm nhiệm vụ, các chiến sĩ của chúng ta lại cùng đàn hát để vơi nỗi nhớ nhà. Họ cùng với cây đàn guitar một dây, mà có lẽ chỉ có những người lính đảo mới có loại đàn đặc biệt này. Xin mời quý vị đến với ca khúc Cây đàn guitar một dây, sáng tác Minh Quang do Tất Ca Nam Nữ biểu diễn. Chỉ lính đảo xa mới có guitar một dây, chỉ lính đảo xa mới hát với đàn guitar một dây. Gió trăm ngàn cơn gió mới hát được một lần, gió trăm ngàn con sóng mới vô được vào bờ, mà đàn guitar một dây của lính đảo xa trong tôi. Trường Sa, Việt Nam dấu yêu tại đảo Sông Tử Tây xin khép lại tại đây. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, nhân dân và các chiến sĩ trên đảo cùng toàn thể quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, quý vị vừa thưởng thức hết phần 1 của chương trình được ghi hình và sẽ phát vào chương trình truyền hình trực tiếp vào ngày 30 tháng 4 năm 2012. Và mở đầu phần 2 của chương trình văn nghệ giao lưu ngày hôm nay, xin kính mời quý vị. Đang xin được trân trọng kính gửi lời chào đến nhị vị thứ trưởng, các sĩ quan cao cấp tại đảo Trường Sa, các đại diện các tôn giáo, cũng như tất cả các anh chiến sĩ thật đáng yêu và tại hòn đảo Trường Sa Sông Tử Tây ngày hôm nay. Và xin trước tiên là xin tất cả các quý vị thứ lỗi vì sau 32 năm xa xứ lưu vong tại xứ người, đây là lần đầu tiên Lê Hằng trở về quê hương thân yêu, nơi mà Lê Hằng được sanh ra và lớn lên trong dòng sữa mẹ. Và một vinh dự rất lớn lao cho Lê Hằng là một ca sĩ hải ngoại tại Hoa Kỳ, lần đầu tiên được vinh dự này, đứng tại đây, tại quần đảo Trường Sa để cất tiếng hát.
vinh danh các anh. Và Lê Hằng không biết nói gì hơn, rất là cảm động và bức xúc trong những giờ phút đặt chân về quê hương, và thật nhiều cảm xúc khi tàu cập bến, bước chân lên đảo Trường Sa. Lê Hằng không thể tưởng tượng là có ngày hôm nay. Phải nói thật, đây là một giấc mơ mà đã thành sự thật. Lê Hằng cũng xin được kính cảm ơn đến Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã tạo cơ hội và đã cho phép Lệ Hằng được về lại, và nhất là đứng ở trên mảnh đất này, mảnh đất thân yêu, và nhất là tại đảo Trường Sa. Rất nhiều, Lệ Hằng biết rất nhiều người tại hải ngoại và trên toàn thế giới rất muốn được cái vinh dự này, nhưng Lệ Hằng biết không phải là ai cũng có thể có điều kiện đi như thế này. Thành ra đây là một sự chân thành cảm tạ tất cả các quý vị, và chúc cho tất cả các anh chiến sĩ tại đảo Trường Sa có nhiều sức khỏe để phục vụ đất nước. Và để giúp đỡ trong đêm hôm nay, trong cảm xúc trở về quê hương, Lê Hằng xin phép được hát lên nhạc phẩm Về Đây Nghe Em như một lời tâm sự rất chân tình từ đáy lòng của Lệ Hằng gửi đến tất cả các quý vị và các anh trong đêm hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin kính gửi đến tất cả con tu vị các anh một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Một Cõi Đi Về. Xin quý vị cùng thưởng thức sau đây. Yeah.
đến tất cả các quý vị và các anh chiến sĩ với nhạc phẩm của nhạc sĩ Y Vân, Sài Gòn đẹp lắm. Chị Lệ Hằng. Kính thưa quý vị và liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa Biển Đực Biển Gọi, biên đạo nghệ sĩ ưu tú Hữu Tư do top 5 nữ múa đoàn Văn Công quân khu 7 biểu diễn. Thank you.
Thank you.